Xin kính chào quý vị, tôi là Nguyễn Khang, chào đón quý vị đang cùng đến với chương trình Cẩm Nang Bác sĩ Gia đình. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Đến với chương trình này, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi của tất cả quý vị dành cho bác sĩ về vấn đề sức khỏe của mình. Chúng tôi tin rằng không gì quý giá hơn sức khỏe, không gì quý giá hơn chính bản thân của chúng ta, và hãy quan tâm nó trước khi mà sức khỏe của chúng ta có những dấu hiệu không tốt. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến quý vị có sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nga, giảng viên của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Nguyên Khang, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với cái chủ đề, đó chính là ho nhiều, ho dai dẳng thì phải làm sao. Và bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của chương trình thông qua Sống Khỏe Mỗi Ngày. Đã hơn 20 năm kể từ ngày chị bước chân vào nghề giáo viên mầm non. Là một giáo viên tâm huyết, chị luôn cố gắng mỗi ngày để đem lại cho trẻ những giờ học tuyệt vời nhất. Thế nhưng công việc tưởng như nhẹ nhàng này lại khiến cho chị gặp khá nhiều rắc rối về sức khỏe. Chị tính riêng việc phải nói nhiều, nói liên tục thôi cũng đã khiến cho chị liên tục gặp ho, nhất là trong thời điểm vào mùa. Tôi là Thảo Vi, năm nay tôi 40 tuổi, tôi là một giáo viên mầm non. Công việc hàng ngày của tôi là giảng dạy, làm việc đến 8 tiếng. Thường thì tôi giảng dạy từ 3 đến 4 tiếng. Tôi thường nói nhiều, nói lớn mới có thể là giữ được lớp được ổn định. Thì lúc đầu thì không sao, nhưng mà dần dà thì cổ họng của tôi bị đau và tôi ho rất là nhiều, ho dai dẳng lắm. Uống nước hơi lạnh lạnh cũng ho, ở máy lạnh cũng ho, và trời đổi gió thì tôi cũng ho. Ho nhiều lại dai dẳng, dễ tái phát, khiến cho chị Thảo Vi gặp nhiều khó khăn trong công việc và cả cuộc sống. Mặc dầu tôi chỉ ho khan, ho không có đờm và không có dấu hiệu gì của cảm cúm, nhưng tôi thấy bất tiện cho công việc giảng dạy của tôi. Chị cũng tìm đủ mọi cách để giảm ho, thế nhưng không có cách nào thực sự hiệu quả. Tình trạng ho thậm chí ngày một nghiêm trọng, nhất là về ban đêm và mỗi khi đi ngủ. Tôi ho vào ban đêm thì nhiều nhất, ho liên tục, ho dai dẳng và các cơn ho cứ tới liên tục, làm cho tình trạng sức khỏe của tôi bị yếu dần, và sáng ngày hôm sau thì tôi không thể làm việc gì được. Mặc dầu tôi đã tìm hiểu nhiều loại thuốc và áp dụng nhiều loại như là trà gừng, mật ong, nhưng mà tình trạng ho của tôi cũng không giảm. Tôi rất là mệt mỏi, và công việc của tôi thì bây giờ thì tôi nghĩ là nếu mà kéo dài thì cũng sẽ không ổn cho tôi. Không còn cách nào khác, chị vẫn phải lên lớp với nỗi lo và những cơn ho kéo dài không dứt. Thưa quý vị, câu chuyện của chị Vi của chúng ta là một giáo viên, và như chị Vi cũng đã chia sẻ, đó là khi mà chị ho nhiều, ho không có đờm và cực kỳ dai dẳng. Thưa bác sĩ Nga, bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân vì sao lại có cái tình trạng này? Dạ vâng, ho nó là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm tống xuất những cái chất đờm dãi, những cái vật lạ, thậm chí là những cái dị vật ở cái đường thở của chúng ta đi ra ngoài. Như vậy một cái phản xạ rất là tốt. Tuy nhiên mà nếu mà ho kéo dài thì sẽ ảnh hưởng tới sinh hoạt của người bệnh và làm cho người bệnh khó chịu. Như vậy thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân ho là ở đâu. Thực sự thì ho nó là một cái triệu chứng của rất nhiều bệnh lý khác nhau, từ hệ hô hấp đến hệ tiêu hóa, đến bệnh lý của hệ tim mạch v.v. Trong các cái bệnh lý của viêm xoang thì chúng ta thấy là bệnh nhân sẽ có cái hiện tượng là tiết dịch chảy từ các cái xoang xuống cái vùng hầu họng, thì nó sẽ kích thích cái vùng hầu họng này làm cho bệnh nhân có phản xạ ho. Ngoài ra thì khi mà bị các cái bệnh lý về trào ngược dạ dày tá tràng thì cái axit nó trào ngược lên cái vùng cổ họng cũng là một cái tác nhân kích thích khiến cho người bệnh phải ho. Rồi khi mà người bệnh hít phải những cái khói bụi hoặc là hút thuốc lá thụ động cũng là một cái tác nhân làm cho cái vùng hầu họng, cái niêm mạc đường hô hấp nó bị kích thích và gây ra ho. Và một cái nguyên nhân phổ biến nữa là các cái bệnh lý của đường hô hấp. Ví dụ như là những người bị bệnh lý hen phế quản hay chúng ta còn gọi là suyễn đó, thì rất hay bị ho khi mà thời tiết thay đổi, khi mà gặp trời lạnh chẳng hạn. Những cái cơn ho dai dẳng gặp trong cả cái bệnh lý viêm phế quản mãn tính nữa,
Như vậy thì không chỉ là bệnh mà nó gây ho đâu, còn có những cái tác dụng phụ từ các cái loại thuốc. Ví dụ như trong bệnh tăng huyết áp, sử dụng những cái thuốc mà nhóm ức chế men chuyển để mà điều chỉnh hạ áp á, thì cũng có tác dụng phụ là gây ra ho. Như vậy thì khi mà bệnh nhân bị ho kéo dài, ho dai dẳng thì có rất nhiều nguyên nhân, thì cần phải tìm hiểu xem nguyên nhân là gì để mà có cái hướng điều trị. Trường hợp như chị Vi chia sẻ thì chị là một người giáo viên, thì công việc thường xuyên phải nói rất nhiều, thậm chí là phải nói to, thì cái nguy cơ sẽ bị cái tình trạng là viêm thanh quản, thì nó cũng sẽ là một cái nguyên nhân khiến cho chị bị ho, mà ho khan, dai dẳng và kéo dài. Như vậy thì trong trường hợp của chị Vi thì chị nên có cái cách xử lý cũng như là chữa trị như thế nào để chị có thể chặn đứng được cơn ho và lên lớp lại bình thường ạ? Như trường hợp mà cô giáo á, thì điều đầu tiên á, là cần đi khám để bác sĩ xem những cái biểu hiện, những cái triệu chứng. Cũng có thể cần thiết làm thêm một số những cái xét nghiệm, ví dụ như là chụp phim X quang hoặc là thể nội soi ở cái vùng mũi họng. Để tìm cái nguyên nhân. Cái phương pháp điều trị thường thì sẽ phối hợp giữa các phương pháp không dùng thuốc và dùng thuốc. Trong Tây y sử dụng thuốc thì tùy theo nguyên nhân. Nếu mà là những cái bệnh lý viêm thì sẽ sử dụng kháng viêm, có dấu hiệu của vi khuẩn gây ra nhiễm trùng thì sẽ sử dụng kháng sinh. Rồi nếu có đàm thì sẽ dùng thuốc long đàm chẳng hạn, thì sẽ giảm cái triệu chứng và cải thiện cái bệnh lý. Tuy nhiên thì mình cần phải phối hợp với những cái phương pháp điều trị khác không dùng thuốc. Ví dụ như là có thể sử dụng mật ong, nó có cái tính chất khắc sát khuẩn, sát trùng cái đường hô hấp, thì có thể pha với nước ấm, hoặc là có thể sử dụng mật ong đơn thuần để ngậm. Ngoài ra thì có thể sử dụng trà gừng chẳng hạn, thì với những cái tinh dầu tự gừng á, nó cũng có cái tính chất sát khuẩn vùng cái đường hô hấp, thì không những là giúp cho giảm được cái triệu chứng ho, nó còn giúp cho long đàm và ngăn ngừa những cái cơn ho nó tái phát nữa. Tất nhiên là khi mà mình lên lớp thì mình cũng cố gắng hạn chế, trường hợp cần thiết thì mới nên nói to, còn mình sẽ hạn chế nói nhiều và ở một cái âm lượng vừa phải. Khi mà thời tiết thay đổi, trời trở lạnh thì nên đeo một cái khăn để giữ ấm cái cổ họng của mình. Thì đó là một số những cái biện pháp mà không dùng thuốc. Tuy nhiên thì cái xu hướng hiện nay là mình có thể sử dụng hỗ trợ các cái sản phẩm mà nó có nguồn gốc từ thảo dược, từ thiên nhiên cũng rất là tốt. Ví dụ như là đông trùng hạ thảo. Các cái hoạt chất ở trong đông trùng hạ thảo, tôi được biết là nó cũng có những cái hoạt chất lợi phổi, các cái hoạt chất mà ngăn ngừa cái sự phá hủy của các cái tế bào trong phổi, và từ đó thì hỗ trợ cho những cái người bị bệnh lý của đường hô hấp, những người mà có cái triệu chứng ho chẳng hạn, khạc đàm, để cải thiện được những cái biểu hiện bệnh lý này. Vâng, bác sĩ mới chia sẻ về đông trùng hạ thảo, và Nguyễn Khang cũng được biết là trong thiên nhiên á, trong tự nhiên thì chúng ta cũng có cao lá hen, rồi chúng ta cũng có cao cam thảo, cũng có tác dụng để trị ho. Thật ra thì nhân vật của chúng ta cũng có chia sẻ là chị cũng đã sử dụng nhiều cách, ví dụ như là uống trà gừng, hay là dùng mật ong, hay là chị dùng nhiều cái phương pháp khác nhau, nhưng mà nó vẫn tái đi tái lại nhiều lần và không có cái sự chấm dứt hẳn. Thì bác sĩ có thể cho mọi người biết thêm một chút về cái việc mà chúng ta bổ phế bằng những cái dược thảo từ tự nhiên như thế này thì nó có hiệu quả ra sao không ạ? Vâng, thì trường hợp của cô giáo Vi á, thì sử dụng những cái biện pháp thiên nhiên, gọi là tự nhiên ở tại nhà, nhưng mà cái hiệu quả thì nó chưa được như mong muốn. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là chúng ta mới điều trị cái phần nổi thôi, cái phần triệu chứng, còn tới cái tận gốc rễ của nó thì chúng ta cũng chưa có áp dụng cái phương pháp điều trị triệt để. Thì việc mà sử dụng các cái thảo dược tự nhiên như là đông trùng hạ thảo và một số những cái thảo dược khác như Nguyên Khang đã chia sẻ, như là lá hen, hay là cốt khí củ, hay là mạch môn, rồi húng chanh, rồi khổ sâm, vân vân, thì đây đều là những cái vị thuốc trong y học cổ truyền. Với cái sự kết hợp này thì nó sẽ có cái tác dụng là bổ phế. Ngoài ra thì có tác dụng là theo đông y là có sẽ thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, long đàm, rất là nhiều những cái tác dụng. Và bên dược lý y học hiện đại thì cũng có những cái hoạt chất, ví dụ như là
adenosine hoặc là polysaccharide, mannitol và vân vân, các cái vitamin, các cái khoáng chất, các cái chất vi lượng, thì như vậy là không chỉ làm giảm được các cái triệu chứng của bệnh mà còn tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể, thì đây cũng là một cái phương pháp để mà khi tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể lên, hệ thống miễn dịch của chúng ta được phục hồi, thì nó sẽ giúp mà tiêu diệt những cái tác nhân gây bệnh, những cái virus, những cái vi khuẩn, những cái gốc tự do sẽ được nhanh chóng đẩy ra khỏi cơ thể. Thì phục hồi được cái sức miễn dịch của cơ thể thì cũng giúp cho cái quá trình lành bệnh nó sớm hơn và nhanh hơn, để mà có thể sử dụng được sự kết hợp giữa các cái loại thảo dược như mà tôi vừa chia sẻ, từ đông trùng hạ thảo phối hợp với các cái loại thảo dược như cao lá hen, rồi khổ sâm, húng chanh, rồi bách hợp, cam thảo đó, thì vân vân. Thì tôi được biết trên thị trường các nhà khoa học cũng đã có một cái sản phẩm phối hợp giữa các cái thảo dược này, nó rất là tiện lợi, và như vậy thì cái người bệnh có thể sử dụng một cách nhanh chóng để mà có thể cải thiện được những cái biểu hiện, những cái triệu chứng bệnh của mình. Đó là sự kết hợp của những cái sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên mà chúng tôi gọi đó là thảo dược, thì nó sẽ góp phần giúp cho cái việc điều trị ho của chúng ta sẽ trở nên hiệu quả hơn. Thật ra thì không ai muốn mình ho dai dẳng, nhất là với những công việc cần đòi hỏi cái sự ăn nói như là giáo viên như thế này, thì cái việc mà ho cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái chất lượng giảng dạy. Và ngay bây giờ đây chúng ta cùng quay trở lại để cùng xem qua nhân vật của chúng ta sau một thời gian thì tình hình sức khỏe đã được cải thiện như thế nào. Xin mời quý vị. Là một giáo viên như chị Thảo Phi, không còn gì tuyệt vời hơn chính là có một cổ họng thật tốt để có thể lên lớp hàng ngày. Là một giáo viên thì không thể để sức khỏe yếu, chắc chắn sẽ không làm được việc gì cả. Nhất là giáo viên mầm non như tôi, trước đây tôi thường xuyên bị tình trạng là đau họng, ho kéo dài, ho dai dẳng mà không có dứt. May sao thì tôi đã tìm hiểu tới sản phẩm có các thành phần như đông trùng hạ thảo, cao lá hen, cao bách hợp và cả cam thảo. Tôi sử dụng đến nay thì cổ họng của tôi đã khỏe và cơn ho cũng giảm dần. Vì trước đây tình trạng ho của tôi rất là nhiều, ho nặng, ho kéo dài và cả ho khan nữa. Nhưng bây giờ thì cơn ho của tôi không còn nữa, cổ họng tôi không còn đau nữa. Bây giờ thì tôi có thể giảng dạy một cách rất là tốt rồi. Cơ thể chuẩn bị tái phát bệnh. Viên bổ phế Banika hân hạnh tài trợ chương trình này. Vâng, như vậy là xin được chúc mừng cho nhân vật đã cải thiện được tình trạng sức khỏe của mình, và chúng tôi hy vọng là chị sớm quay trở lại bục giảng mà không còn bất kỳ tiếng ho nào cả, và cũng chúc cho chị sẽ mau sớm hồi phục nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước đến với phần tiếp theo của chương trình. Chúng ta đang cùng đến với phần tiếp theo bác sĩ gia đình, và chúng tôi vẫn đang nhận những câu hỏi, những cái cuộc điện thoại của quý vị gọi đến cho tổng đài của chúng tôi. Và bây giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với bác sĩ Thu Nga và đến với câu hỏi đầu tiên của anh Nguyễn Văn Hoàng ở Vĩnh Long. Câu hỏi như sau: xin chào bác sĩ, thời gian gần đây tôi bị ho do môi trường làm việc của tôi rất là bụi bặm. Trước đây thì tôi còn hút thuốc nữa, không biết là sản phẩm có thành phần đông trùng hạ thảo có giúp ích được cho sức khỏe của tôi hay không? Cảm ơn câu hỏi của anh Hoàng đã gửi về cho chương trình. Thì anh Hoàng có chia sẻ là công việc của anh là làm trong cái môi trường nó bị ô nhiễm. Trước đây anh còn hút thuốc lá nữa. Thì đúng là khói thuốc lá nè và các cái yếu tố khói bụi ở trong môi trường, đó là những cái tác nhân nó sẽ xâm nhập vào cái đường hô hấp, vùng hầu họng, và nó sẽ kích thích các niêm mạc ở những cái khu vực này, dẫn tới cái tình phản xạ của cơ thể là sẽ gây ra ho. Và lâu dài nếu như mà anh không cải thiện cái môi trường làm việc và cũng không chú ý tới tình trạng sức khỏe của mình, có thể dẫn tới nguy cơ là những cái bệnh lý của đường hô hấp mãn tính, ví dụ như là viêm phế quản mạn, vân vân. Như vậy thì trường hợp của anh Hoàng đầu tiên là cần phải chú ý ngăn chặn cái sự xâm nhập của khói bụi của trong cái môi trường xung quanh, bằng cách là anh có thể lựa chọn cái phương án là đeo khẩu trang thật là kỹ, những cái loại khẩu trang tốt và có thể có lọc được những cái loại bụi mịn ở trong môi trường. Ngoài ra thì có thể mặc những cái đồ mà bảo hộ nó kín
để là có thể ngăn chặn cái sự tiếp xúc với khói bụi. Bên cạnh đó thì mỗi ngày anh có thể sử dụng những cái phương pháp tự nhiên ở tại nhà, ví dụ như là dùng cái nước muối sinh lý để mà xúc họng, mà nhỏ mũi, nhỏ mắt sau cái giờ làm việc, để coi như mình rửa những cái bụi trong môi trường làm việc đi. Bên cạnh đó thì có thể là sử dụng mật ong với nước ấm chẳng hạn, hoặc là những cái loại trà có tinh dầu như là trà gừng chẳng hạn. Bên cạnh đó thì để mà cải thiện, nâng cao cái sức đề kháng cho cơ thể, để mà ngăn chặn, phòng ngừa những cái bệnh lý của đường hô hấp và thậm chí là những cái bệnh lý của các cơ quan khác nữa, thì anh có thể sử dụng cái sản phẩm có chứa cái thành phần đông trùng hạ thảo như anh đang thắc mắc. Tôi được biết thì đã được kết hợp không chỉ có đông trùng hạ thảo mà có rất là nhiều những cái dược phẩm tốt cho cái phổi và bảo vệ cho cái cơ thể chúng ta, để mà có thể là có một cái sự thông thoáng về đường thở. Như vậy thì khi mà sử dụng, nó sẽ giúp cho anh có thể ngăn ngừa được các cái bệnh lý không chỉ riêng của đường hô hấp, mà còn có thể là ngăn ngừa được những cái triệu chứng về lâu về dài, những cái triệu chứng bệnh mà có thể dẫn tới bởi cái môi trường làm việc của mình. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là chị Hoàng Ngọc Mai ở Cần Thơ. Chị hỏi như thế này: bé nhà tôi hiện tại 8 tuổi và cũng hay bị ho nhiều, dai dẳng, nhưng bé lại có đờm. Tôi cũng có cho bé dùng các loại thuốc tây rồi nhưng vẫn chưa an tâm, nên muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm giúp hỗ trợ sức khỏe của bé từ bên trong. Tôi không biết là bé có thể sử dụng các sản phẩm có thành phần đông trùng hạ thảo như bác sĩ vừa chia sẻ hay không? Thì đối với sản phẩm có chứa rất là nhiều những cái hoạt chất, ví dụ như là cordycepin, adenosine, polysaccharide, với các cái acid amin, rồi vitamin B, vitamin E, vitamin C và các cái chất vi lượng như là kẽm, selen, v.v. Thì đã được y học hiện đại cũng như là y học cổ truyền chứng minh cái hiệu quả hỗ trợ điều trị trong các cái bệnh lý đường hô hấp nói chung, cũng như là các cái bệnh lý về tim mạch rồi về nội tiết khác nữa. Thì một trong những cái cơ chế là khi cung cấp các cái chất vi lượng và vitamin thì nó sẽ giúp cho cơ thể tăng cường cái sức miễn dịch, tăng cái sức đề kháng, thì ngăn ngừa được những cái tình trạng là bị nhiễm khuẩn, nhiễm virus. Hoặc là nếu mà đã có nhiễm khuẩn, nhiễm cái tác nhân gây bệnh ở trong người, thì việc mà nâng cao cái sức đề kháng hệ thống miễn dịch này, nó cũng góp phần là đẩy các cái tác nhân gây bệnh đi ra bên ngoài, tức là nhanh chóng lành bệnh hơn. Và ngoài ra thì từ những cái người sử dụng và các cái nhà khoa học nghiên cứu là nó có một cái công dụng là giúp giãn nở các cái đường phế quản, này, khí quản ở trong phổi, rồi phục hồi những cái tổn thương của các cái tế bào phổi. Do đó thì phòng ngừa, ngăn ngừa các cái bệnh lý của đường hô hấp và có thể sử dụng cho trẻ từ 7 tuổi trở lên mà chưa có ghi nhận những cái tác dụng phụ nào. Do đó thì cái trường hợp mà con của chị Mai 8 tuổi thì có thể sử dụng được để hỗ trợ thêm nhằm cải thiện những cái biểu hiện ho khạc đàm của bé. Vâng. Như vậy thì đối với việc sử dụng đông trùng hạ thảo thì đầu tiên nó lại giúp cho chúng ta có thể loại bỏ được những cái tác nhân nó gây ra những cái vấn đề về viêm. Cơ bản hơn hết là theo chúng tôi cũng được biết thì đông trùng hạ thảo có đến 17 loại acid amin cùng với những cái nguyên tố vi lượng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba, câu hỏi cuối cùng. Cô Bùi Thị Nguyệt ở Tiền Giang. Ba tôi năm nay 70 tuổi, mắc bệnh COPD nên thường xuyên bị ho, khó thở. Không biết là có thể sử dụng các sản phẩm có thành phần đông trùng hạ thảo để giảm ho hay không? Xin cảm ơn cô Nguyệt. Ba của cô Nguyệt thì đã được xác định là bị bệnh COPD, tức là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một cái bệnh lý mà nó có cái tình trạng viêm mãn tính ở cái đường thở, đường hô hấp, và thường xuyên tiết ra những cái chất viêm, đàm, dịch nhầy khiến cho bệnh nhân khó thở rồi ho khạc đàm liên tục. Và cái việc mà điều trị thì cần phải theo dõi trong cái thời gian lâu dài. Việc mà sử dụng thuốc tây mà để mà điều trị cái bệnh lý này thì thông thường là bác sĩ sẽ cho những cái thuốc kháng viêm, kháng sinh, long đàm, giãn phế quản. Nó sẽ có một số những cái tác dụng phụ không mong muốn do mình phải sử dụng thuốc trong một thời gian rất là dài.
Những cái thuốc đó nó có thể là những cái thuốc hại đến đường tiêu hóa, có cái vấn đề của dạ dày tá tràng, hoặc là có thể bị dị ứng thuốc, rồi bị tiêu chảy, rồi bị những cái tác dụng phụ như khô miệng, vân vân. Thì việc mà sử dụng những cái sản phẩm từ thiên nhiên để mà kết hợp với cái việc điều trị theo phác đồ y học hiện đại nhằm giảm thiểu được những cái tác dụng phụ không mong muốn đó là một cái hướng đi hiện nay. Và những cái sản phẩm từ thiên nhiên thì như cô Nguyệt đã chia sẻ, sản phẩm bổ phế mà có chứa đông trùng hạ thảo cùng với một số những cái dược liệu bổ phế thì nó đã được chứng minh là giúp cải thiện được những cái biểu hiện như là ho, rồi khạc đàm, cũng như là cải thiện được cái chức năng của phổi, cải thiện về cái quá trình mà hô hấp, bớt cho được bệnh nhân cái khó thở. Thì cô có thể sử dụng thêm cho ba của mình để mà cái quá trình mà kiểm soát bệnh thì nó sẽ được tốt hơn và hiệu quả hơn. Thời lượng phát sóng của chương trình của chúng tôi đến đây cũng đã hết rồi. Tuy nhiên quý vị vẫn còn có những cái câu hỏi gửi đến thì quý vị có thể gọi đến số điện thoại để đội ngũ tư vấn viên và kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị 24/7. Quý vị nhé, xin được cảm ơn sự hiện diện của thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nga, là giảng viên của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự đồng hành của quý vị và cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của viên bổ phế Banika của công ty Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Viên bổ phế Banika hân hạnh tài trợ chương trình này.